Đồ gỗ Phạm Kính xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì bên em lại muốn hoàn thiện xong một tác phẩm bái Phật được chế tác trên nền chất liệu gỗ nhu ngọc am. Với cái sản phẩm này thì thợ bên em đã chế tác thủ công hoàn toàn bằng tay, và hơn nữa là một cái phôi lưu rất là giá trị, được thợ đục rất là khéo léo và tạo ra một cái tác phẩm liền khối cho anh chị em mình nhé. Và với cái sản phẩm lưu ngọc am này thì chắc hẳn là cũng rất là nhiều anh chị em nhà mình đang muốn tìm kiếm, phải không ạ? Với dòng gỗ ngọc am thì các bác nhà mình chắc cũng không còn xa lạ gì. Ngọc am là một cái dòng gỗ rất là thơm, và khi mà các bác nhà mình trưng trong nhà đấy ạ thì nó sẽ lan tỏa một cái mùi thơm rất là dễ chịu. Và đặc biệt hơn thì với cái phôi này của em thì bên em là lựa một cái phôi lũa và đan kèm theo đó là cả những cái mắt hoa lưu rất là tuyệt vời. Và để trước khi mà giới thiệu chi tiết của sản phẩm này thì em sẽ quay một vòng sản phẩm để anh chị em mình có thể là thưởng lãm rõ nét từ mặt trước đến mặt sau của tác phẩm. Hàng này thì em mới hoàn thiện xong nên là em vẫn để mộc nhá. Đây ạ, các chị em mình thấy là mặt trước thì đó là nổi bật những cái đường hoa lưu, còn mặt sau của cái sản phẩm này thì các chị em mình thấy đó là những cái đường lũa tự nhiên rất là độc đáo nhá. Và với cái sản phẩm này thì các chị em mình có thể nhìn thấy đây, không chỉ là độc đáo bởi những cái đường hoa lưu thì khi như cái phần diện mặt chính của ngài Phật đây ạ, thì các chị em nhà mình thấy là với những cái đường hoa lưu rất là tuyệt vời. Và trên những cái phần búi tóc này thì các chị em nhà mình có thể nhìn thấy đó là những cái phần gai lưu tự nhiên, và bên em để nguyên tự nhiên thì nhìn cái tác phẩm nó sẽ được độc đáo hơn đấy chị em mình nhá. Cũng như là cái phần dưới đế này cũng vậy ạ, dưới đế này thì tạo ra kiểu như là những cái hình quả núi quả đồi đấy ạ, thì cũng được thợ bên em để cái gai, phần gai lưu để tự nhiên các bác nhà mình nhá. Và dưới cái phần này thì còn thợ được đục thêm đó là những cái bông sen cũng rất là đẹp luôn. Và với cái sản phẩm này thì các chị em thì mình thấy là một diện mặt Phật này, và bên cạnh thì còn có cả hai chú tiểu đang chắp tay bái Phật. Và trên cái phần bên cạnh đây ạ, bên cạnh của tác phẩm này thì các chị em thì mình thấy là được người thợ còn đục đan xen thêm đó là một cái gốc cây bồ đề chị em mình nhá. Một gốc cây bồ đề với những cái tán lá rất là dày được đan xen vào nhau. Và hình cái cây bồ đề này thì các chị em thì mình, nếu mà anh chị em nào nhà mình mà tìm hiểu về Phật giáo thì các bác nhà mình cũng biết là gốc cây bồ đề là nơi mà Phật đã tu hành đấy ạ. Và với cái sản phẩm này thì thực sự là bên em làm cũng rất là kỹ, không chỉ là đường nét đục tỉa các chị em mình nhớ, từ diện mặt của ngài đấy ạ, thì thường là những cái tác phẩm Phật đấy ạ là thợ đục ánh mắt là hay của những âm của Phật là nhìn xuống các chị em mình nhớ, khép hờ đấy ạ, khép hờ, và từ bờ môi này hay là sống mũi thì được thợ đục tỉa rất là thanh thoát ạ, và nhìn lên một cái vẻ rất là từ bi. Và với cái sản phẩm này của em thì hiện tại là có chiều cao là 80, chiều ngang là 56 và chiều dày của tác phẩm là 37 chị em mình nhá. Dày là 37 trên một cái phôi nhung ngọc am. Hàng này của em thì mới hoàn thiện xong nên là em vẫn để mộc. Nếu mà anh chị em nhà mình mà thích chơi mộc thì sẽ để nguyên như này, nhưng mà thực sự là với những cái dòng gỗ ngọc am này thì cũng là các chị em mình lên là đánh xung ong hoặc là BU thì nó sẽ đảm bảo được cái chất gỗ nó ổn định hơn. Thì đây thực ra là cái phôi này của em là một cái phôi rất là già rồi, các chị em thì mình chơi cũng yên tâm, không phải như cái dòng gỗ lon mà sợ là lứt hoặc là co lót, mà với cái dòng ngọc am thì cũng không dám đảm bảo anh chị em thì mình là 100% nó không lứt được đấy ạ. Nên là với những cái sản phẩm này anh chị em thì mình thực sự là lên BU hoặc đánh sắc ong thì cái độ bền của cái tác phẩm nó sẽ được cao hơn cho chị em mình nhá. Và sản phẩm này của bên em thì nếu anh chị em là mình có quan tâm đấy ạ thì các bác nhà mình có thể là liên hệ qua hai số Zalo của bên em, đó là 0338 528 529 hoặc 086 678 9910.